Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi Hố Xanh Kiến Thức. Hàng chục năm qua, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết, và luôn ngăn cản các nước bán vũ khí cho Đài Loan, khiến lực lượng phòng vệ hòn đảo gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực hiện đại hóa. Trong khi đó, Hoa Kỳ mặc dù không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc, lại cam kết tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, thế nhưng vẫn thường xuyên bán vũ khí cho hòn đảo để nâng cao năng lực phòng thủ, khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận. Bởi vậy mà Đài Loan, hòn đảo 23 triệu dân cách bờ biển Trung Quốc 80 dặm, từ lâu đã luôn là điểm căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Thế nhưng, bất chấp thái độ của Trung Quốc, các thương vụ mua bán vũ khí quân sự vẫn liên tiếp được Washington và Đài Bắc thực hiện. Thậm chí vào tháng 10 năm 2020, ngay cả khi Trung Quốc tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận cực gắt lên một loạt công ty quốc phòng Mỹ chuyên bán vũ khí cho Đài Loan, thì Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn thẳng tay phê duyệt kế hoạch bán 100 hệ thống phòng thủ Harpoon cho hòn đảo với giá trị lên tới 2,37 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ này không chỉ là đòn chọc giận vào tổ kiến lửa Trung Quốc, mà còn khiến quân đội Bắc Kinh thất kinh khiếp vía, phải mau chóng nghĩ cách đối phó trước những bước tiến dồn dập của Đài Loan trong việc nâng cao năng lực phòng vệ cho hòn đảo. Vậy thứ vũ khí mà Mỹ đồng ý cung cấp cho Đài Loan nguy hiểm và đe dọa Trung Quốc đến mức nào? Hãy cùng Hố Xanh Kiến Thức giải mã trong video ngày hôm nay. Cách đây hơn chục năm về trước, đã có thông tin cho biết Đài Loan đã trang bị tên lửa Harpoon của Mỹ từ năm 2008 trong một thương vụ trị giá 6,5 tỷ đô la Mỹ, khiến Trung Quốc đại lục phản đối dữ dội. 6 năm sau, lô tên lửa Harpoon đầu tiên từ Mỹ đã có mặt tại Đài Loan, bao gồm 32 tên lửa 32UGM-84L Harpoon Block 2, loại phóng từ tàu ngầm cùng các hệ thống điều khiển. Chúng được hòn đảo trang bị cho các tàu ngầm, tàu khu trục nhỏ và các máy bay chiến đấu F-16 nhằm tăng cường khả năng tấn công. Đến năm 2020, giữa bối cảnh căng thẳng vẫn âm ỉ quanh eo biển Đài Loan, cơ quan phòng vệ hòn đảo này cho hay họ tiếp tục lên kế hoạch mua 100 hệ thống phòng thủ Harpoon của Mỹ, bao gồm 400 đạn tên lửa RGM-84L-4 Harpoon Block 2, đạn tên lửa riêng sử dụng cho 4 cuộc diễn tập, 25 xe tải gắn radar và nhiều thiết bị phụ trợ khác, để tiếp tục nâng cấp hệ thống phòng thủ cho hòn đảo ở khu vực Duyên Hải. Kế hoạch này của Đài Loan đã được Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua và công khai trên các phương tiện truyền thông vào cuối tháng 10 năm 2020 với giá trị đơn hàng lên đến 2,37 tỷ đô. Quyết định bán hệ thống phòng thủ bờ biển này được thông qua chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra kế hoạch bán 3 hệ thống vũ khí khác cho Đài Loan, bao gồm bệ phóng pháo phản lực trên xe tải do nhà thầu Lockheed Martin sản xuất, hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS với giá 436,1 triệu đô la, tên lửa không đối đất tầm xa của Boeing Slam Air với giá ước tính hơn 1 tỷ đô la và 6 bộ phận cảm biến bên ngoài của F-16, cho phép truyền dữ liệu và hình ảnh thời gian thực từ tiêm kích đến các trạm trên mặt đất với giá 367,2 triệu đô la. Nếu thương vụ này trao đổi thuận lợi, Đài Loan có thể nhận số tên lửa này vào năm 2023 với toàn bộ các phiên bản tên lửa Harpoon gồm AGM-84 phóng từ máy bay, ARM-84 đặt trên tàu chiến, UGM-84 phóng từ tàu ngầm hoặc hệ thống phòng thủ bờ biển. Tức là chỉ vài tháng nữa thôi thì Đài Loan sẽ nhận được lô tên lửa Harpoon thứ 2 của Mỹ với số lượng nhiều tên lửa hơn gấp 13 lần so với lô đầu tiên. Và cũng giống như lần mua Harpoon trước, ở thương vụ lần này, Đài Loan cũng vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía Trung Quốc đại lục. Ngay thời điểm cả Mỹ và Đài Loan chính thức công khai về đơn hàng trị giá 2,37 tỷ đô la, chính quyền Bắc Kinh đã phát thông báo cấm vận công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin và một vài hãng khác của Washington mà Bắc Kinh cho rằng liên quan đến các thương vụ vũ khí trên. Thế nhưng, thay vì tỏ ra sợ sệt lo lắng, giới chức Mỹ lại hoàn toàn xem nhẹ việc Trung Quốc đe dọa cấm vận những công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời khẳng định chính Bắc Kinh chứ không phải Washington gây tổn hại cho ổn định khu vực. Mỹ dường như quá quen với sự hăm dọa, gầm gừ của quốc gia tỷ dân. Bởi thực tế thì đây cũng không phải lần đầu tiên Bắc Kinh đe dọa hay khiêu khích về việc các công ty Mỹ bán vũ khí cho đảo Đài Bắc. Và do vậy, Washington không ngần ngại đưa ra những lời đảm bảo rằng họ sẽ không để cho Trung Quốc bắt nạt hay qua mặt Đài Loan.
Câu hỏi đặt ra là Harpoon, loại tên lửa này sở hữu sức mạnh đáng gờm như thế nào mà lại có sức hút đặc biệt đối với Đài Loan và khiến Trung Quốc sốt vó đến như vậy? Hơn nữa, còn khiến cuộc đối đầu Trung-Mỹ liên tục leo thang căng thẳng vì nó. Hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon, SCDS và 400 tên lửa phóng từ mặt đất RGM-84L4 Harpoon Block 2 được đánh giá là những vũ khí có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có thể tìm kiếm và hạ gục các tàu chiến đang ở giữa eo biển Đài Loan. Harpoon là loại tên lửa chống hạm chuyên biệt đầu tiên của Hải quân Mỹ, ra mắt lần đầu năm 1977. Dù ra đời đã lâu, nhưng nhờ những cải tiến liên tục khiến cho loại tên lửa diệt hạm này vẫn là một trong những thứ đáng sợ nhất trên biển, khiến chúng luôn được coi là một trong những sát thủ diệt hạm đặc biệt nguy hiểm. Tên lửa có tầm bắn tối đa 280 km tùy phiên bản và nền tảng phóng đạt tốc độ 865 km/h và có thể bay cách mặt biển vài mét trong khi tiếp cận mục tiêu. Với đầu đạn 221 kg, tên lửa Harpoon có thể chẻ đôi chiếc tàu chiến hàng nghìn tấn. Chưa kể, mỗi hệ thống Harpoon có thể mang vác theo 16 tên lửa, tương đương hỏa lực của hai tàu hộ vệ, có khả năng xóa sổ các tàu xâm nhập của quân đội Trung Quốc ngoài khơi xa. Harpoon được thiết kế khá linh động để có thể trang bị trên nhiều phương diện mang phóng như tàu chiến, tàu ngầm và cả máy bay ném bom chiến lược lẫn máy bay chiến đấu. Điểm mạnh của loại vũ khí này là khả năng bay bám sát mặt biển, khiến tàu chiến đối phương rất khó phát hiện và đối phó. Trong khi phiên bản Harpoon nguyên gốc chỉ chuyên tấn công tàu chiến, thì những biến thể sau này được bổ sung tính năng công kích mục tiêu trên đất liền. Khi đó, tổ hợp tên lửa Harpoon trên mặt đất có khả năng cơ động vượt trội sẽ giúp hòn đảo tránh được những đe dọa từ đất liền. Nếu sử dụng một bệ phóng tên lửa trên mặt đất gắn trên một phương tiện như xe tải chiến thuật cơ động mở rộng Oscott, một loại xe tải chiến thuật hạng nặng do Mỹ sản xuất, sẽ giúp vũ khí vận hành linh hoạt hơn. Điều này đặc biệt có giá trị trong trường hợp các tuyến đường trong kế hoạch tác chiến bị đối thủ bao vây và kiểm soát. Việc có thể nhanh chóng di rời các bệ phóng đến những khu vực khác trong chiến lược dự phòng sẽ giúp Đài Loan dễ dàng bố trí lại lực lượng và tiếp tục tác chiến. Đồng thời, điều này cũng sẽ giúp hòn đảo tránh rơi vào thế bị động trong trường hợp bị tấn công từ mọi hướng. Đối với nhiệm vụ chống hạm, radar từ máy bay, tàu chiến sẽ phát hiện mục tiêu và nạp tham số cho tên lửa. Hệ thống dẫn đường quán tính sẽ dẫn quả đạn tới khu vực định sẵn. Sau đó đầu dò radar chủ động kích hoạt để bám bắt và điều khiển tên lửa lao đến mục tiêu. Giới chức quân sự Trung Quốc gọi thương vụ trao đổi tên lửa chống hạm Harpoon giữa Mỹ và Đài Loan là cú tạt nước vào kế hoạch đánh chiếm hòn đảo của Trung Quốc đại lục, khiến bất kỳ cuộc tấn công nào của Bắc Kinh cũng trở nên rủi ro hơn nhiều. Bởi những loại tên lửa Mỹ định bán cho Đài Loan có khả năng tấn công bờ biển phía đông Trung Quốc và nằm trong chiến lược của Washington đối phó Bắc Kinh. Với những vũ khí này, Đài Loan sẽ có thể sử dụng một hệ thống có độ tin cậy và hiệu quả cao để chống lại hoặc ngăn chặn các cuộc xâm lược đường biển, phong tỏa bờ biển và các cuộc tấn công đổ bộ. Hiện tại, Mỹ không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với chính quyền Đài Loan. Bên cạnh đó, Washington cũng ủng hộ chính sách một Trung Quốc của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Mỹ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ đối tác với hòn đảo này trong suốt nhiều thập kỷ qua. Điều này có thể thấy rõ qua việc Mỹ là nhà cung cấp vũ khí chính của Đài Loan. Chỉ riêng trong tháng 10 năm 2020, Washington đã phê chuẩn 4 đơn hàng vũ khí có tổng giá trị khoảng 4 tỷ đô la cho Đài Bắc. Trước đó vào tháng 5 và tháng 7 năm 2020, Mỹ cũng thông qua 4 gói vũ khí cho Đài Loan. Qua các đơn hàng này, Washington cung cấp cho Đài Bắc các loại khí tài như ngư lôi để trang bị cho tàu ngầm, phụ tùng nâng cấp hệ thống tên lửa đất đối không PAC-3, tên lửa hành trình tấn công mặt đất AGM-84H để lắp trên máy bay, tên lửa chống hạm Harpoon đặt trên bờ. Mới đây nhất, hồi tháng 4 năm 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua một thỏa thuận cho phép các thầy quốc phòng của nước này cung cấp tên lửa phòng không Patriot cho Đài Loan trị giá 95 triệu đô la. Trong những năm tới, Washington cam kết chuyển giao cho Đài Bắc các xe tăng M1A2 Abrams, máy bay chiến đấu F-16V, hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, máy bay không người lái, tên lửa hành trình, thủy lôi và các thiết bị quân sự khác.
việc Mỹ liên tục bán vũ khí cho Đài Loan trong những năm qua cho thấy chính quyền Nhà Trắng đang muốn tấn công trực diện phần lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Việc thông qua các đơn hàng vũ khí đã gửi thông điệp đến Bắc Kinh rằng Washington sẽ tiếp tục cho phép Đài Bắc đủ năng lực tự vệ trước bất cứ kế hoạch hợp nhất nào từ đại lục. Video tới đây là kết thúc rồi. Ý kiến của các bạn khán giả về vấn đề này như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận cuối video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên yêu thích, chia sẻ video và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của Hố Xanh Kiến Thức. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!